Bị công an yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông chạy thẳng vào toilet nhà dân vì đau bụng đột xuất. Mới đây một đoạn clip chia sẻ lại khoảnh khắc một nhóm các đồng chí công an giao thông đi thẳng vào nhà vệ sinh của một người dân để mà mời một người đàn ông đang ngồi bên trong ra để mà thổi nồng độ cồn. Theo đó, trong lúc người đàn ông đang ung dung trên đường thì bị các đồng chí công an giao thông yêu cầu dừng xe để mà kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, thay vì dừng xe để làm việc với lực lượng chức năng thì người đàn ông đã nhanh trí chuyển hướng chạy vào một nhà người dân gần đó rồi chui thẳng vào nhà vệ sinh, bế quan luyện công một mình ở bên trong với lý do bất thình lình bị đau bụng. Thấy có người lạ mặt bất ngờ chạy vào nhà để mà trốn, theo sau còn có các đồng chí công an, nên người nhà đã thật thà nói rằng không có quen biết với người đàn ông. Kết quả cuối cùng mới vừa lòng đẹp ý hầu hết mọi người trên mạng xã hội. Người đàn ông được mời ra ngoài để mà nói chuyện và làm việc một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc hơn. Sang lên nhà của cái tá đi, anh đi chạy vô đi anh. Không quen biết chứ nào, anh chạy vô đi. Rồi bạn nhá, không phải là nhà đấy nhá. Chủ nhà người ta còn không biết bạn là ai nữa đây. Mời bạn ra ngoài đây. Đi bạn ra đây kìa, ô, đời ai cũng làm ô, bạn ra đây ô. Đời làm được đúng không? Ra đây kìa này. Bạn cũng được, ra đây kìa này. Đi ra đi. Mặc dù không rõ kết quả thổi nồng độ cồn của người đàn ông như thế nào, nhưng mà mọi người đều không khỏi ngán ngẩm trước hành vi lẩn trốn của người đàn ông khi đối mặt với lực lượng chức năng. Một số người cho rằng hành động đi vào nhà dân để mà mời người đàn ông ra ngoài làm việc của các đồng chí công an có phần hơi quá đáng. Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho rằng nếu như người đàn ông không có bất cứ vi phạm hay là bất cứ cái lỗi gì thì không có tật giật mình để rồi phải chạy vào nhà vệ sinh của người khác. Thậm chí là có người còn khẳng định nếu người đàn ông thật sự đang trong tình trạng say xỉn thì rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và cho những người khác vì đã cố tình lái xe khi đã uống rượu bia. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.